Hey yo, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Lâu lắm rồi thì mình không có chơi với team. Và đây mọi người, thì hôm nay sau một cái quãng thời gian dài, SK Team đã quay trở lại rồi nhá. Rồi nhá, ok. Thì team mình có 3 thành viên, đó là Sĩ Kẹo, Hoàng Bi và Tây Thành Dũng. Thì sắp tới sẽ làm những cái clip chơi rank squad nhiều với nhau hơn. Cái lý do tại sao mà team mình lại chơi 3 mà không phải chơi 4, bởi vì là chơi 4 nó khá là rối, cũng như là chưa tìm được thành viên thứ tư thích hợp. Nếu như mà anh em muốn gia nhập vào SK Team thì các bạn có thể là gửi email cho mình nhé, phạmhuysi@gmail.com. Nói chung là đang tuyển một cái thành viên thích hợp. Thích hợp ở đây tức là có thể offline nhóm này. Đấy, cũng như là mọi người tương tác với nhau như kiểu là anh em ấy. Bởi vì là mình này, Dũng này, với lại Hoàng Bi thì ngày xưa là anh em đã chơi với nhau từ hồi ở ký túc xá rồi ấy. Nếu mà tính đến bây giờ thì đã hơn 3 năm rồi. Rồi nhau, ok mọi người. Ui rồi, công làm gì trên này đấy? Ui dồi ôi, làm gì đấy? Cái thằng rơm rơm này á? Ui dồi ôi. Cái thằng rơm rơm đấy tôi xử nó phát một luôn. Rồi bạn đây. Đây, chờ xíu cứu ngay, yên tâm. Đó, rất là nhẹ nhàng. Riêng gì chữ SK Team chúng mình mà hợp sức với nhau thì dăm ba cái rank squad này đơn giản đúng không nào? Rồi nha, ok. Hiện tại Kẹo đang sở hữu cái combo súng đấy là một cây XM8 và một cây P90, phải nói là hai cây súng rất là mạnh luôn. Ủa, công chạy đâu vậy? Giống ơi, đứng lại đi bạn ơi. Đứng lại đi, cho túi máu này. Cái đậu xanh, nó chạy luôn, nó không thèm quan tâm này. Đúng rồi, lỡ máu đi. Thanh niên kiểu. Rồi ok anh em. Mà cái khu này làm gì còn người đâu, khổ lắm. Hoàng Bi ông ơi, kiếm khu khác chạy ông ơi. Khu này làm gì còn người với lại còn đồ đâu. Nãy giờ anh em chạy chả lút hết cả khu rồi. Thôi tôi lại ông đấy. Chẳng hiểu sao luôn, mình là leader team mà mấy ông này chẳng chịu đi theo gì cả. Loạn loạn, loạn hết cả rồi anh em ạ. Chả nhẽ lại đuổi luôn cả Hoàng Bi với lại Tây Dũng hai đứa ra khỏi SK Team luôn. Một mình tôi một nhóm luôn, thế cho nó ngầu. Nhưng mà thôi, tình nghĩa anh em nó phải bền lâu chứ anh em. Hay lại, cổ trước xương sau thêm mới giàu. Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Tất nhiên là tình nghĩa anh em nó phải bền lâu rồi cơ mà. Lần này thì SK Team quay trở lại mấy anh em chơi game với nhau thì sẽ lên khá là nhiều những cái video đây. Cũng như là anh em có thể là xem là comment ngay bên dưới video là comment đặt một cái thử thách gì đấy cho team. Có thể là bọn mình thi thoảng sẽ quay những cái vlog trông trô nhau chẳng hạn. Đặc biệt là tôi biết nhá, tôi biết là anh em nhá, anh em hay là anh em hay xúi giục thằng Dũng với lại thằng Hoàng Bi nó hay chôn tôi đấy nhá. Đấy là tôi biết đấy nhá, anh em coi chừng nhá. Ok. Thì nói vui vui với anh em một xíu thế thôi. Các bạn có khi góp ý gì cho team thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video nhá. Để lại ý kiến cá nhân của anh em nhá. Và con lợn nào kia. Ui rồi bắn mấy cái nó ngã luôn, nó nốc luôn và nó lên bảng luôn. Thế là bây giờ là Kẹo có 2 kill rồi nha anh em. Đấy, cứ nói lúc nào cũng kẹo 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 thôi thì tôi cứ xưng gọi là mình với anh em cho nó gọi là thân quen. Không anh em lại bảo là tôi thằng chơi kẹo cỏ đá hít ke gì đấy thì đúng là loạn. Á đu, mày đang rút xác ở đây hả? Mày đùa tao hả? Oh my god, baby đứng lại em ơi, baby Andrew. Mày chạy nổi không cưng? Rồi ok, hạ gục nó đơn giản bằng B90 luôn anh em. Quá là điều bình thường nhở. Đấy, hôm nay thì tôi cứ cầm combo này là tôi chơi ổn luôn. Chứ còn là cái gì đấy? Cái gì đấy hả? Mày đùa với team của anh đấy à? Úi rồi nhìn này, anh em thấy không ạ? Anh em nãy anh em thấy sát thương của X18 không ạ? Trời ơi, bắn vào đầu này, phê vãi cả trưởng ra luôn, thật sự luôn. Ui, nữa hả? Vâng, tốc độ bắn nhanh khủng khiếp luôn này. Oh my god này. Cái đậu xanh chứ nhở? Mà, tí dụng anh em ạ, tí nốc ấy, đừng đùa. Nói chung là anh em không được chủ quan với mấy thằng địch.
đôi khi là chúng nó lại vả cho lại lật kèo thì thôi 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 đúng là đen luôn anh em. Rồi nha, ok, như vậy là kẹo đã quần máu thành công rồi. À đấy, tôi lại nhầm đấy. Tôi cứ gọi là mình với anh em cho nó quen thuộc, không anh em lại bảo chứ miệng ông này lúc nào cũng kẹo 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 kẹo. Thế có ăn kẹo không? Like chia sẻ video giúp kẹo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ơ cái gì đấy bạn ơi? Trời ơi, mình lại vừa KS được mạng rồi. KS được mạng phê quá anh em ạ. Lâu lâu chơi với team này KS mạng nó lại cứ y gì nhỉ. Được phết. Rồi ok, cũng cũng khá là nhiều món đồ ấy. Nhưng mà thứ bây giờ mình cần là đạn tiểu liên cơ. Mà đạn tiểu liên thì kiếm nó cũng hơi khoai. Đậu xanh. Thôi, lấy tạm cây MP40 cũng được. Rồi này, lượm thêm được 6 viên nữa. Số nhỏ vãi. Chẳng hiểu sao lượm được đúng mấy viên này chơi gì. Hỏng 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 hỏng. Riêng tôi là tôi thấy cái vụ này là hơi bị toang anh em ạ. Này anh em thấy không, 26 viên đạn tiểu liên trong khi đạn súng trường 248 viên. Nản ní. Đậu xanh. Ok. Có ai không? Không à? Không thôi. Tôi này thi thoảng ấy tôi lại nâng cao cái tinh thần cảnh giác lên tí. Biết đâu bất ngờ xung quanh đâu đây nó lại có người thì sao, lại bắn úp bất ngờ thì sao. Nói chung là anh em cứ chuẩn bị tâm lý sao cho nó vững vàng là được. Đây hôm nay là hôm chủ nhật nhỉ. Mà đang dịch công nhận chán phết. Chủ nhật mà dịch thế này thì chắc là anh em cũng ở nhà mà cày game thôi chứ còn gì nữa. Riêng tôi thì hôm nào tôi cũng cày rồi. Thế nên là chủ nhật có khi là... À mà, mình làm gì có chủ nhật. Vô lý hết sức luôn. Các bạn thì mình là một YouTuber ấy. Thế nên là ngày thường thì cũng là ngày nghỉ. Mà ngày nghỉ thì cũng là ngày thường. Cơ bản là làm việc theo cái cảm hứng là chính thôi. Chứ còn là ngày thường với ngày nghỉ thì bọn tôi làm gì có phân biệt đâu anh em. Lúc nào mà lười thích nghỉ thì nghỉ, mà thích làm thì làm. Nhưng mà anh em yên tâm, với sự quay trở lại của SK Team thì sẽ lên video đều đều cho các bạn xem nhá. Á đủ. Đây 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 đây, úi dồi mấy người anh em với tôi không lên xe được. Oh my god. Đây 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 đây. Mãi. Chắc là game nó lỗi anh em ạ. Thi thoảng ấy chẳng hiểu sao nhở. Chơi game đây nó lại lỗi không lên được xe thì đúng là vãi cả hàng luôn ấy. Ơ cái gì đấy? Ngon. Được, thật sự anh em mới có quả giáp mới phê đấy. Thế là hiện tại đây thì mình có mũ ba này, giáp chống nổ luôn. Xịn xò không? Xịn xò không? Anh em thấy xịn xò không? Các bạn lại bảo với mình là không xịn xò đi thì hơi bị sai sai ấy. Rồi nha, đây thì chúng ta sẽ lượn lờ xuống phía dưới này. Quan trọng là xem là để kiếm người thôi. Cố gắng kiếm nhiều kill một tí nhỉ. Oh man. No one. Không một ai. Không kiếm được ai cả. Oh no. No 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 no. Thì nói chung là tùy theo cái chiến thuật của anh em. Tầm này mình nghĩ là khá là nhiều team người ta lựa chọn cái cách gọi là thủ nhà ấy. Nên là đâm ra là mình chạy con xe Monster Truck ở ngoài này thì kiếm người nó cũng khó. Không kiếm được người cơ. Nên là nhiều khi thấy 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 khoai vãi nhở. Thôi thì sẽ cố gắng kiếm người. Mà anh em thấy không ạ, kiểu tôi bị cười nhiều quá ấy. Tôi bị cười kiểu vô duyên ấy. Chưa biết tại sao nhỉ. Chắc là dạo này tôi lại thấy vui vẻ yêu đời nhỉ. Thế nên lại đâm ra lại cười nhiều. Nhiều lúc tôi cũng chả hiểu là cười cười vì cái lý do gì nữa. Nhưng mà thôi, sẽ hạn chế cười lại không anh em bảo là. Mà anh em lại bảo nụ cười của tôi trông nó giả tạo. Tôi cũng chả biết như nào nữa nhưng mà tôi thích là mình cười thôi, mình thích là mình cười thôi, làm gì nhau đúng không nào? Đứa nào anti-fan nhá. Lượn ngay nhá. Anti-fan lượn ngay nhá. Nói chung là tôi chỉ dành những tình cảm yêu quý cho những bạn fan thôi, thằng nào anti-fan thì tôi sẵn sàng để bảo cho nó lượn luôn. Oh my god, đây hả? Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Kinh hoàng. Sự thật kinh hoàng. Oh my god. Cái gì đấy? Vãi. Lại còn cả thằng nào dám cướp xe của team mình cơ. Oh trời ơi. Nhìn thằng bé thương chưa kìa. Nó dám cướp xe của team mình. Và thế là sao? Xong rồi đấy. Oh my god, tưởng gì. Thằng bé cướp xe của team mình. Xong 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 xong.
Đấy, người ta nói rồi. Ban ngày ban mặt lại đi trộm cướp xe của team mình thế này. Cái quần què gì đấy? Sao lại có cái thể loại hòm xác gì đây anh em, làm sao để lên? Ê bạn ơi, bạn ơi. Hình như là thằng sát thủ năng rút được đồ rồi. Vai cả trưởng ấy, đang tính đứng lên đầu thằng Dũng này mà không lên được. Cái đầu ấu xanh. Ê bạn ơi. Cho mình lên cái đi, rút đồ cái nào. Úi dồi, có một cái hòm xác anh em tranh nhau thế. Bắn mông keo chôn chôn anh em ạ. Đây các bạn ơi. Sao chưa lên được nhở? Khó lên phết, đừng đùa anh em ơi. Đây, ui dồi ôi, lại nhảy quá này. Trời ơi, thế này chơi gì lại nhảy quá này. Ui, đây. Đó, được, thật sự luôn, ngon anh em. Số nha, ok. Cũng may là tôi lượm thêm được xíu đạn tiểu liên. Không là tôi cũng chả biết kiếm đâu ra đạn tiểu liên. Cơ bản thì chẳng hiểu sao hai đứa này chắc là đang làm gì đấy. Ví dụ như là hàng xóm đang hát karaoke nó ồn ấy, nên là đâm ra là sát thủ với lại Tây Dũng nó không bật mic. Anh em chơi với nhau là chơi toàn bằng ký hiệu, như kiểu là hội người khiếm thị ấy. Đấy, nhưng mà nói chung là chơi kiểu thế nó cũng gia tăng cái độ khó cho team. Riêng team tôi thì cứ pà đi cân 4 thôi, có bao giờ đi team squad đâu, bởi vì team squad nó quá là dễ rồi. Với trình độ của ba anh em mình thì chiến tốt đúng không nào các bạn? Ê, đừng. Tao lại chúng mày luôn ấy, thật. Tao lại chúng mày đấy. Có mỗi con xe mồi đang đi trộm chó, tại sao hả? Oh my god, mấy thằng dở hơi, mấy thằng dở người này. Phải cả trưởng luôn. Nhiều khi đời đúng nhọ. Có mỗi con xe tôi có skin đẹp đẹp tí, tôi đang lượn lờ đi trộm chó phát để kiếm miếng ăn. Mà là hai thằng bạn cay. Nó lại đi phá xe của mình chứ. Anh em coi thấy có bực không? Chả lẽ tôi lại kích hai ông ra khỏi team bây giờ. Vớ va vớ vẩn. Rồi ok anh em. Đây đang cầm cái dao gọi là vụt vụt cái để gọi bọn kia nó qua đây. Đấy, bên này có người này không ai qua đây. Chơi game không có mic nó khổ thế đây cậu ạ. Nani? What the hell này, mày lút xác hả? Oh my god. Thì ra là có một đứa ở dưới lút xác. Oh No. Má chúng mày làm gì ở dưới này đây? Làm gì đây? Anh còn nhiều lựu lắm. Solo không? Ui, quả nữa. Ôi rồi ôi. Sĩ kẹo hạ gục luôn. Một trái lựu thêm 2 kill. Trời ơi, nó thơm. Nó thơm luôn công hạ, một trái lựu thêm 2 kill. Được thật sự luôn. Lâu lắm rồi mấy câu quả lựu kiểu nó highlight này nhỉ. Thật ra thì mấy thằng địch nó ngu, nó chạy kiểu ngáo ngáo. Ui thôi. Không, cũng may là tôi vứt dao thì tôi nghĩ là vẫn chạy một kịp ấy. Rồi là cũng mang tính năng của con Alok nữa nên là Yên tâm vẫn vào bo kịp. Bọn này căng vãi nhỉ. Lâu lâu chơi game này chẳng để ý bo thì. Ui Dũng ơi bắn gì đấy? Từ đang quân máu. À, làm gì mà căng vậy bạn ơi, đang quân máu. Nó lại bắn cho phù mỏ bây giờ. Đậu xanh này, à bom keo ngay phía SVK à. Cái gì đấy, từ từ công ơi, tôi lên trên này cái đi. Lên trên này cam cho nó dễ. Tầm này là chỉ còn lại hai đứa thôi. Đâu rồi? Ma mày trốn đâu nhở? Oh baby, ui ở trên cũng có người á. Càng thế. Ở trên cũng có người cả. Oh, đừng. Cái gì đấy? À, kẽ được mạng. Kẽ được mạng anh em ơi. Ngon. Thế là có 7 kill rồi. Các bạn ơi, các bạn từ, nó chạy đi rồi. Ui, tí nữa thì cái thực mạng. Thôi, không sao anh em ơi, dẫu sao cũng được 7 kill rồi, cũng ngon lành rồi. Đây, SK Team xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nhớ like và chia sẻ video để ủng hộ cho team nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.